Hello, chào anh em. Bữa nay mình cưa tổng cộng 6 cây xà cừ. Ở đây khu vực này là 3 cây. Cao nha. Khu vực có 3 cây. Còn sau kia sau hè nữa 3 cây nữa, lớn lắm. Giờ trước mắt làm 3 cây được trước. Rồi này mình cưa đây 3 cây đấy, nè thấy góc đó 1 cây, trong đó 1 cây, cây lớn nha, không phải nhỏ đâu ạ. Đấy ở đó là 3 cây nữa. Hiện tại mình đang cưa đứng là cây lớn, còn 2 cây nhỏ nữa. Mặt treo tàn là hết. Ở dưới có hàng rào bên khác ganh. Chín ơi, ơi, né con dựng đó nè. Ơi, 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 ơi. Đấy, rồi. Gần ngã gió và đấy rung kinh cây. Thấy đây cây bưởi chuối rồi tùm lum tà la chứ cái dòi đó hết rồi. Rồi chung cây này treo nhánh này thôi chứ không khó gì mấy. Có cây bên kia, cây bên kia đang quên vừa cao su phải treo lấy nhánh về đó mới cực. Rồi thả xuống chút xíu. Ừ xuống chút nữa dễ mò mày, xuống chút nữa dễ mò. Ừ đó xuống rồi.
ống đi ngang gì cũng được vậy, đâu có gì đâu. Mày đứng ra ngoài lỡ trời ơi dễ. Giờ này rung dữ à. Giờ này lỡ bật rung rồi đó. Hết đọt rồi, hết tàn. Bớt tàn rồi. Rồi cái này phải chấp nhận rung rồi. Rung ghê lắm. Cắt tay cho an toàn. Ấy. Yeah. Cũng được. Xa lắm luôn á. Quá cao. Rồi. Gần hết nhánh nè. Làm nhỏ nhỏ à chứ không làm lớn được. Lớn cũng lắm. Chậm mà chắc đi. Cho dù nó có quay nữa nhưng mà cái độ cái sức nó không đủ để giặt. Mình cắt lớn quá giặt ghê lắm. Rồi. Tật rồi an toàn rồi, tiếp tục này lộ má đi cho gục xuống từ. Cái gì giờ nó cũng lên, lưới cưa này cũng giờ nó cũng lên. Hồi trước mua có 115 mà giờ 235.000 cái lưỡi không. Cắt thì bao phê. Đấy. Hơi xíu cái nhánh lớn này mình không nên cắt nhánh nhỏ trước. Giờ cắt nhánh lớn trước. Chừa hai cái tược nhỏ lợi đỡ giặt. Nó không búng. Rồi. Rồi tiếp tục. Đấy, cây nó nằm tọt ra chỗ này rung ghê lắm.
Đấy, an toàn. Khi mình treo dây á là treo từ trong thang treo ga. Nó treo trong thang treo ga, mình lòn nhánh ở đây. Khi mình cắt nhánh á, nó rớt xuống là không bao giờ giặt. Còn nếu mình treo trực tiếp vô nhánh này á, nguy hiểm lắm. Độ giặt nó cao nè, sờ sẩy nó gãy nhánh không chừng nữa. Rất là nhẹ nhàng, tại vì cái lực dây này nó chịu từ trong thang ra, nó không cho nhánh này nó bật lên bật xuống, nó không nhịp được. Rồi từ từ đi, để cắt nhánh này luôn cái. Thôi khỏi treo này, nó ngay đấy à, ngay hướng à. Rồi. Đó, lúc này nó quơ ha. Thả từ từ, đừng có buông mạnh quá, dịu dịu xuống thôi. Trên này cục đọt nó đưa như cái võng như này nè. Rồi tới giai đoạn cắt khúc rồi. Cắt khúc này là độ chính xác phải 100% mới được. Nhất quan trọng là cái miệng. Cột dây lên lại đi. Ở đằng sau cắt cao hơn trước tối thiểu từ 1 đến 3 phân. Đó, giữ là giữ đều hết. Ví dụ giữ khoảng cách đây là 2 phân, bên kia phải nhắm mình cắt như tương tư thôi, cảm nhận được nó phải chừa 2 phân là ngã sẽ theo hướng à. Còn mình cắt bên đây ngọt trước thì nó sẽ kịch bên đây, cắt bên đây ngọt trước thì dịch kịch bên kia. Đấy. Về lên tiếp tục.
Rồi, dậy lên. Lật gốc luôn. Cát à, viên được cát.